ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនាំយករបស់ឆ្ងាញ់មួយមុខដើម្បីមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតហើយចា៎នេះគឺជាជ្រក់ល្ហុងស្រួយស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយជ្រក់ល្ហុងនេះផងដែរយើងក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងសាច់មាន់អាំងនិយាយទៅសាច់អាំងគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងដែលយើងអាចញ៉ាំជាមួយបានឬក៏យើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងដាក់សាច់ក៏បានដែរបងប្អូនចា៎អញ
miền đưa chia là hóng châm nuôn bàm bà khám. Cà rốt châm nuôn bì khám con lá, tâm xô bàm cầm bư thông thông là mốm. Rùm tiếng tâm cả hóm bày đông phong đáy. Cha chia đông bốn nên khi nhóm chạp đàm cắt là hóng. Bần tỏ mọc tiết chạp đàm mà chú sẽ bỏ là hóng nâng ai xa hạt chì môn sân. Trong bộ là hóng ní, miền châm nuôn chất bì kì lô bông bồn. Bần tay nên khi nhóm ọt bà tàng ọt tê nên khi nhóm bà tàng mùi châm hiêng tế. Hai mùi châm hiêng nâng cư miền tâm ngôn bông bà khám. Bần tỏ mọc tiết nên khi nhóm chạp đàm chì cơ cọp là hóng nâng ai bàn xa hạt đồ rùi rùa chì môn sân. Cha bần tỏ mọc tiết nên khi nhóm trơ ca chú sẽ bỏ là hóng ai xa hạt phong đáy. Cà rốt có đôi khi phong đáy, trời chú xâm át xa bộ ở xa át chứ môn sân. Bần tố mộc tiết, nên khi nhóm chạp đàm dục là hông hay nâng cà rốt chú chia xô xay. Trong bộ xô xay là hông nâng cà rốt bông bôn át chú từ tam ca chú chết thông rưu cà tui chứ. Chú là hông rị rô láo dạy lời nên khi nhóm chạp đào mình thay em chú mùi nâng ấm bớt chùm nôn con là xa lập rịa bái. Bần tố mặc tiết trời chú bạch chú bò là hông hay nâng cờ rốt nâng chú mùi ấm bớt nâng ỏi làng tuân chú môn sân. Bần tố mặc tiết trời chạ tật liêng là hông ỏi xa át ọt chết ấm bớt chú môn sân. Pê đồ bông bông liêng là hông nâng cứ bông bông trời liêng ỏi ọt chết ấm bớt là cầm ỏi bái. Person bà bông bông mình bà gọt tế bông bông ạ dọc là hông nâng mộc lụa mơ thà ta ở chết prai hay rừng nâu. Person bà nâu trời liêng xâm át ở chết prai cho môn sân. Chai lấy nên khi nhóm bàn liêng là hông nâng cứ xa át lăng tật lăng thla bà em đi tập dọc á. Ây lấy nên khi nhóm chạp đàm dọc tật trời chạ hay nâng tật cọ nâng chạ chô tật khăn ông là hông nâng đâm bay trăm ôi là hông lăng thla nâng lăng xruôi là ô phong đài. Khăn ông ca trăm là hông ní cứ nên khi nhóm trăm tật cọ rồi dạp bê cần làm máu. Ây lấy nên khi nhóm chạp đàm xa rong là hông để bàn trăm môn nâng chánh hay dục tự đạn khăn ông cành trai đầm bầy ở xa rọt tực. Chàng chân ngay lấy nên khi nhóm một hành khá tâm xó cho mùi nâng khá tâm gà hông bình mật đồn trong buộc tâm xó bông bồn chân trăm của bàn đai à xa rai tờ lờ bông bồn chù chật vừa bạp mệt chứ ná. Bần tay nên khi nhóm hành bần tè anh chân đầm bầy cùng ai thùng khá lân khá lăng bê chứ. Bần tố mặc tiết nên khi nhóm chạp đàm liêng tật trời xong rạp thuê chú rốt miên đưa chia tật trời chùm nuôn pram mùi xa lạp rịa bái. Tật khám mẹ chùm nuôn pram bay xa lạp rịa bái. Sko xó pram bay xa lạp rịa bái đưa khí nế. Ông bớt con là xa lạp rịa cà phê. Đã kriêng xong cho rưu rõ hói. Hãy lời nên khi nhóm chạp đàm dọc tâm xó nâng tâm cà hôm. Đã cho tật khăn ông tật trời nụ đưa khí nế. Hãy chú bốc cho bọt bạp ni đâm bay ở chùa xa chết sân á. Chàng chàng ai lấy nên khi nhóm chạp đàm dọc tật trời để bàn lươi kriêng xong tục môn nâng chạ chô tật khăn ông là hông hay nâng cà rốt tay mặt đồn. Trong bùa chủ là hông ní bông bông có ai bàn thay em chứ mùi nâng mật tế, ruông tiền tật sọ bàn phong đáy. Chạ tật trời chô là hông nâng cà rốt ở rưỡi rô lái, ai lấy nên khi nhóm chạp đàm cho bò cà rốt hay nâng là hông nâng ai sọp chô chít khăn nhì chứ môn sân á bông bông. Chạ trong bùa chủ là hông ní cư dương tờ ca rô chít riêng đợt bàn tạch để chân hai tự dương tờ pra sko nâng tật khám hay riêng ở chú hay nâng bà em á. Tại phần nâng máu cứ rủi rõ lại bông bồn, trong bộ chủ đội là hông ní, cứ rộng xong là những chồng bàn bằng hành cứ mà làm mồm chẳng anh tên mà đón. Phần tay ác rai tờ lửa ca chú chật rồi bỏ bông bồn phong đáy, bông bồn ác thêm thôi cứ rừng tờ tạm ca chú chật tiết bán á. Chà chân những chồng xong mình cho video nâng trong phần nâng, có ổ con bông bồn khả lăng mình tên ở bàn tạm đàn tu sân á video mình ní, bị đào mà ra hột mà đòi chọc phong đáy. Chàm chụp những chồng nâu video kra nâng ở cả kra tiết. Ổ con chân chồng liệp lia.